Em chào anh. Anh tên gì ạ? Anh tên là Khải. Anh hiện nay đang là đại lý gì? Anh là đại lý Khải Quay. Anh cho em một cảm nhận là góp ý chương trình cho em trong những ngày qua đi du lịch của FK do Thành Công Sài Gòn tổ chức ạ. Anh cũng đi du lịch nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà cũng nhiều lần du lịch, nhưng anh thấy là lần này đi cùng FK là chú đáo. Dạ. Cảm ơn anh. Món ăn khẩu vị vừa không anh? Dạ, dạ cảm ơn anh. Món bánh xèo hôm nay anh ăn mới có nửa cái là thấy no anh ạ. Không, đây là cái mà là khuyết điểm của mình, ăn nhiều quá. Dạ. Vừa mới ăn trưa xong bây giờ lại ăn tiếp. Dạ. Là ngon quá. Đấy, đó, chú đáo quá. Dạ. Vâng, em cũng thay mặt cho cán bộ nhân viên Thành Công Sài Gòn cũng cảm ơn FK, cũng cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho Thành Công Sài Gòn có cơ hội phục vụ. Anh tên gì? Anh tên là Hải. Anh Hải hả? Nguyễn Thanh Hải. Đại lý là anh Hải? Ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Anh Hải cho em cảm nhận anh Hải ơi. Anh nói với công này. Dạ. Cũng đi rất nhiều tour của điện tử rồi. Dạ. Từ thập niên 90 đến giờ. Thế nhưng mà mỗi tour nó có một cái đặc trưng riêng. Dạ. Nhưng mà tour này công là người lãnh đạo. Dạ. Du lịch mà lại đi cùng. Dạ. Theo sát với anh em rất là cảm động. Dạ. Thế còn em Thơ lại là người rất là quan tâm đến. Dạ, rất chu đáo. Dạ. Một cái tour mà ấy em thấy gương mặt mọi người rất là vui. Ai cũng nói với nhau là rất là chu đáo. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Thành công Sài Gòn luôn luôn thành công. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cái tên của nó. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Okay. Dạ.